Đây là bí quyết mà các nhà vườn chỉ chúng ta cách trị rệp sáp các bạn. Dùng cái bình phun cho vô một ít nước. Đó, sau đó cho vô thêm một ít nước rửa chén, một ít dầu ăn. Mục đích của nước rửa chén và nước dầu ăn này là giúp cho cái nước nó bám trên con rệp sáp. Và khi mà nó bám được trên con rệp sáp thì con rệp nó mới chết được. Và nhờ vậy thì chúng ta sẽ trị rệp rất có hiệu quả. Đóng kín bình xịt, sau đó bơm. Rồi, bây giờ chúng ta đi phun rệp sáp. Đây là một trong những cách trị rệp sáp rất là hiệu quả mà nhà vườn chỉ cho chúng ta.